Xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip buổi sáng ngày Chủ nhật, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của Đức. Chiếc mi này của thương hiệu Duan và model của chiếc mi này là CR220. Đây là một chiếc âm ly mà nó đánh vào những cặp loa cổ, những cặp loa toàn dài, những cặp loa độ nhạy cao rất là hay. Một chiếc âm ly đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Đây là một dòng âm ly xuất âm tụ và chiếc mi này thì nó tích hợp cả phần radio và cái phần đèn nền của radio rất là đẹp. Tí Việt Vinh sẽ mở nguồn lên và cho anh em xem. Ở phía trên là một cái nắp gỗ và ở phía sau là một tấm lưới tản nhiệt bằng kim loại. Anh em có thể xem qua tổng thể hình thức của chiếc âm ly Duan CR220. Đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Mặt mũi của nó gần như không có vết xước nào cả. Anh em nhìn này, đúng nút sáng choang. Đẹp không có điểm chê luôn. Đây là một mẫu âm ly mà rất hiếm ở trên thị trường. Đây là núm mà chúng ta chỉnh radio. Ở phần đầu này thì là volume, bass, chép, ba lăng. Đây là mono stereo, đây là cổng tép. Cổng tép thường thì chúng ta hay sử dụng cổng này. Và tiếp theo là cổng phono, tức là chúng ta chơi đĩa than. Đây là phần radio. Ở phần radio này thì gồm có 4 băng tần LW, MW và SW và FM. Đấy. Và ngoài này là AFC, tức là chế độ nhớ của FM. Và ngoài cùng này là công tắc nguồn. Anh em có thể nhìn một chiếc âm ly đẹp xuất sắc luôn. Dòng này thì anh em ghép vào những cặp loa toàn dài, độ nhảy cao, những cặp loa đồng trục rất là hay anh em ạ. Đấy, tổng thể hình thức anh em nhé. Sau đó thì Việt Vinh sẽ mở nội thất cho anh em xem. Ở đây là phần mặt sau. Ở phần mặt sau này thì gồm có anten của đài AM. Đây, ở trên này là đài AM đây anh em. Model CR220. Đấy, mọi thông số thì nằm ở trên này. Được sản xuất tại nước Đức, nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 220V, nguồn điện của Đức. Và đây là các lỗ để chúng ta cắm thêm những sợi dây vào đây để cho bắt đài nó nét hơn. Ở đây thì gồm có hai cầu loa A, B, tức là 1 và 2. Chiều khả năng loa của nó là từ 4 đến 16 ohm. Ở đây thì gồm có mấy cổng tín hiệu quadro, tape, magnet và ceramic. Ceramic và magnet này thì chúng ta dùng để chơi đĩa than. Thường thường thì chúng ta sẽ sử dụng cổng này anh em nhé. Đấy. Rồi bây giờ Việt Vinh sẽ mở nội thất cho tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cái phần nội thất của chiếc mi này, xem nó đẹp như thế nào. Rồi anh em, tại Việt Vinh đã mở ốc rồi. Và bây giờ thì xin mời anh em chiêm ngưỡng nội thất tuyệt đẹp của chiếc mi Duan CR220. Đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Một chiếc âm ly mới đến 90%. Đây là tổng thể nội thất của chiếc mi Duan CR220. Một chiếc âm ly zin nguyên bản. Chiếc âm ly này thì nó chạy 4 sò than. Và đây là ký hiệu của sò. 4 sò than RCA zin nguyên bản anh em nhé. Đấy. Chúng ta nhìn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là zin đẹp rồi. Đấy. 4 sò than RCA. Quá là đẹp luôn đúng không? Đây là một dòng âm ly xuất âm tụ. Đấy, chúng ta nhìn tụ lọc nguồn, tụ xuất âm. Tất cả đều của Germany hết. Quá là đẹp đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn này, cầu chì còn nguyên này. Đẹp xuất sắc đúng không? Và đây là sơ đồ kết nối tín hiệu đầu vào và đầu ra của chiếc mi Duan CR220. Tín hiệu đầu vào thì sử dụng jack 5 chân, jack tiêu chuẩn của châu Âu. Và hiện tại Việt Vinh sử dụng là cổng tép. Và tín hiệu đầu ra của loa, hiện tại Việt Vinh đang sử dụng cầu loa A. Và jack của nó là jack chân tròn chân dẹt, jack 2 chân anh em nhé. Đấy.
thì ba có thêm một con đường, tức là con đường gọi là con đường kỷ niệm 12 tháng 9. Con đường ấy chúng tôi đi. Hiện tại thì Việt Minh đang sử dụng cổng tép anh em nhé. Bây giờ Việt Minh sẽ chuyển sang chế độ radio. Chúng ta bấm FM này. Ta đi trên đường. Mắt rất là nét đúng không ạ? Trong mắt luôn ạ. Mắt rất là nét, tiếng trong vắt. Thì Vy sẽ mở lại cổng tép này. Anh em nghe âm sắc hay không ạ? Chắc em không nhận được. Hiện tại Thì Vy đang để chế độ bát chép cân bằng anh em nhé. Anh em vừa nghe qua Việt Minh giới thiệu về chiếc âm ly Đức Dual CR220, một chiếc âm ly mà nó đánh vào những cặp loa cổ rất là hay, đặc biệt là những cặp loa toàn dài, đồng trục, độ nhạy cao. Và chiếc âm ly này anh em nghe rồi, âm sắc của nó rất là tuyệt vời. Và giá bán của một chiếc âm ly zin nguyên bản tuyệt đẹp như thế này, Việt Minh bán với giá là 4.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích chiếc âm ly này liên hệ với cả Việt Minh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Minh Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em.